Hello chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình lại tiếp có mặt tại một server cũng mới ra của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile luôn nha các bạn. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại một server đó là X825 nha các bạn. Và máy ra một server cũng rất mới nữa đó là X826. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại X825 để đưa tin về và review về server này. Ai đang dẫn top lực chiến cũng như là ai đang dẫn đầu tại server này nha các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại và hiện tại đang đứng tại tọa độ không của vong u đảo nha các bạn. Một tọa độ nó chơi chứ đây là một tọa độ đó là 25.27 nha các bạn nha. Hiện tại server này cũng rất đông vui nha các bạn, cũng rất nhiều anh hùng hào kiệt về đây quy tụ để mình không có xàm xí đú nữa, mình vô thẳng vấn đề đó bằng xếp hạng. Phần xếp hạng hiện tại thì đang dẫn đầu ở bên X825 này nha các bạn. Thì đó là ban Hồng Hoa Hội của Henry Nguyên cấp ban 3. Thứ hai là Mì của Bố Già cấp ban 3. Thứ ba là Bảo của Bảo Sói cấp ban 3. Thứ tư là Anh Em của Đại Nhân. Thứ năm là Chiến Thiên của Kata. Thứ sáu là Hắc Long của Trà Rambo. Thứ bảy là Hồng Hưng của Stayway. Đây là 7 ban đang dẫn đầu tại X825 nha các bạn. Về phần cá nhân, hiện tại thì cái server này đang mở là full cấp là 49 nha mọi người. Cấp 49 đang dẫn đầu. Đó là hạng 1, đó là Tâm Ca Sĩ. Trời ơi, anh chàng hạng 1 đó là Tâm Ca Sĩ của ban Mì cấp 49 nha các bạn. Hạng 2 đó là Cô Vi ơi của Anh Em cấp 48 nha các bạn. Hạng 3 đó là Bôi Nhà Nghèo của Anh Em cấp 47. Và hạng 4 là Bảo Sói của ban Bảo cấp 47. Còn hạng 5 đó là Vạn Người Mê của Hồng Hoa Hội. Hạng 6 đó là Bảnh NT của Bảo. Hạng 7 đó là Cô Be của Mì. Đây là 7 anh chàng đang dẫn đầu về cấp tại X825 nha mọi người. Hay về top lịch chiến, hiện tại thì top 1 lịch chiến đang dẫn đầu tại server này đó là một anh chàng có nickname là Còi Sáu Túi của ban hội là Hồng Hoa Hội nha các bạn. Thì hiện tại là đang có số lịch chiến là 127k. Thứ hai đó là Đúc Giúp và Đúc gì ấy của Hồng Hoa Hội 115k. Thứ ba đó là Sơn A Cun của Mày 113k. Thứ tư là Boy Nhà Nghèo của Anh Em 100k. Thứ năm là Tâm Ca Sĩ của Mày 97k. Thứ sáu là Henry Nguyên của Hồng Hoa Hội 100k. Thứ bảy đó là Tiểu Lý của Thích 87k. Các bạn thông tin, hiện tại thì anh chàng này đã full một set bật máy là bật 3 các bạn. Đã full một set bật 3 nha các bạn. Và cường hóa thì 40. Full 40 nha các bạn. Hiện tại thuộc danh hiệu là Ngự Không Phái Vạn Hoa Ngũ Hành Thổ cấp 45. Ban hội Hồng Hoa Hội lực chiến 127k. Sinh lực thì 56k. Tấn công thì 3000. Thể chất 366 và sức mạnh 372. Và nhanh nhẹn 631 và linh hoạt 443. Hiện tại đang sở hữu trên người là 3 đồng hành, 4 đồng hành X1, 2 đồng hành XX và 2 đồng hành X. Đó là đồng hành đầu tiên đó là Kỳ Tài Dương Ảnh Phong với số lực chiến là 17k nha các bạn. Đang sở hữu một chiêu Bách Thảo Tiên cam và một chiêu Hùng Thể Kim Cang 3 chiêu tím và một chiêu cam nha các bạn. Thứ hai đó là anh chàng là Năm Cung Phi với số lực chiến là 13k XX. Đang sở hữu trên người là 3 chiêu tím và một chiêu cam, đó là trì hoãn chiêu cam nha các bạn. Thứ hai đó là Kỳ Tài Đạo Nhất Chân Nhân, một chiêu cam với số lực chiến là 7k4. Thứ tư đó là Kỳ Tài lực chiến là 4k7 Đường Hạnh, 2 chiêu tím. Mình sẽ review sơ lược cho các bạn, bởi vì ngày đầu mới ra mắt thì đồ đạt ai thứ nhất ai thôi nha mọi người. Cho các bạn coi vũ khí nè. Hiện tại anh ta đang sở hữu một cây vũ khí 4 sao và 3 cường hóa 40 với số lực chiến là 8k6. Sát thương thuộc tính 125 và hút sinh lực 8, linh hoạt 100, chính xác 400 và bỏ quan khác tất cả 40 và tỷ lệ bổ kích 125. Đang ép trên người đó là 2 viên đá level 3 và 1 viên đá level 4, đó là đá hồn Dương Anh và đá hồn Thiệu Hồng Nguyên và đá hồn Lý Tam.
về cái dây chuyền đang sở hữu trên mình là 4 sao lực chiến mang cả 8 bậc 3, đó là bỏ qua né tránh phản đòn cận chiến sát thương bạo kích và nhanh nhẹn né tránh sức mạnh đang ép trên người, đó là 3 viên đá hồng level 3 đó, đá hồng lôi trắng thiên và đá hồng tầng mọc bạch và đá hồng trái vi phạm. Về cái nhẫn cường hóa phân 40 và lực chiến là 5k1 4 sao linh hoạt bỏ qua né tránh sinh lực và sức mạnh phản đòn cận chiến và chính xác ép trên người, đó là 2 viên đá hồng level 4 và 1 viên đá hồng level 2, đó là đá hồng thiên tinh đạo trưởng và đá hồng mạnh tri thu và đá hồng triệu tiết. Về cái ngọc bội đó là cũng cái ngọc bội thì bậc 2 nha các bạn. Ô anh ta chưa full một set bậc 3 các bạn ơi, cái ngọc bội còn bậc 2 cường hóa 40 lực chiến 3k3 sát thương một kích linh hoạt bỏ qua né tránh và phản đòn tầm xa và sinh hoạt hồi phục ép cho người 3 viên đá hồng level 3 luôn nha các bạn. Thì hiện tại thì mình thấy ở trên người ảnh cũng vẫn còn mấy món level 2 nha các bạn, chứ chưa full một set bậc 3, tại nãy mình coi Nam cứ tưởng là full thôi. Đây cái này cũng là bậc 2 luôn các bạn. Lực chiến 3 và cách 4 4 dùng cam và 2 dùng tím ép cho người, đó là 3 viên đá hồng level 3 cường hóa full 40 4 sao full sao. Cái nón cũng cường hóa 40. Ồ cái này là 5 dùng tím và 1 dùng cam nha các bạn. 1 viên đá hồng level 4 và 2 viên đá hồng level 2 lực chiến là 3k4. Cái bao tài cũng cường hóa 40 lực chiến 3k1 4 sao 3. Đây ép cho người là những viên đá hồng dương hy liệt và đá hồng dương hy liệt và đá hồng thiệu tân quyền. Về phần cái áo này nha các bạn, cũng là cường hóa 40, bậc 3, 4 sao, lực chiến thì 5k5. Cái áo thì cũng bình thường thôi, chưa full dòng. Mấy những cái dòng tím, mấy dòng xanh và sở hữu trên người đó là 2 viên đá hồng level 3 và 1 viên đá hồng level 4, đó là đá hồng vô tưởng trung. Thứ hai là cái đai cường hóa 40, lực chiến 2k2, 4 sao, ồ cái đai cũng ngon. 4 dòng cam và 1 dòng đỏ, 1 dòng tím và 3 viên đá hồng level 3. Đôi dài lực chiến 2k3 bậc 2 cường hóa 40 3 viên đá hồng level 3 luôn nha các bạn. Còn đây là những cái bộ đồ ngoại trang của anh ta này. Con thú ngoại trang các bạn. Về nội đơn thì anh ta đang ép cho mình 4 nội đơn à. Đó là huyền thủy đơn bậc 1 và xích kim đơn bậc 1, hầu thổ đơn bậc 1, xích kim đơn luôn bậc 1 luôn. Bí kíp đồng hành cho các bạn. Bí kíp thì chưa có cuốn nào thú cưỡi của anh ta, thì cưỡi người bình thường. Thì vừa rồi mình đã review sơ lược về anh chàng top 1 lực chiến cho các bạn coi các bạn. Còn top 2, top 3, top 4 thì mình cũng đã vượt top 5, top 6, top 7 mình hồi nãy mình cũng đã đọc tên rồi. Thì mình cho các bạn coi sơ lược anh chàng top 1 lực chiến và đồ đạc của anh ta đây nha. Thì mình xin kết thúc video tại đây, mong các bạn hãy ủng hộ kênh và đăng ký kênh nha.